Con làm gì đàn của em vậy? Đến hư rồi làm sao? Dạ, con đi vô. Sao chưa xuống ăn cơm nữa? Trong nhà này không có chiều chuộng đâu nha. Lang thang lê bước ngày dài, màn đắng giọt lệ mồ côi. Người đi xa tín mù khơi, bông hồng thương nhớ con cài trong tim. Thao, sao con khóc vậy? Chuyện này từ khi nào? Dạ 4 tháng rồi mẹ. Tại sao con không cho mẹ biết? Dạ để mẹ buồn. Ba con đi ngường rồi, con đã nhờ cô giáo cũ cho con về trường với qua học. Ngày mai con sẽ về dưới đó, con sẽ không ở đây lâu để làm phiền mẹ và em đâu. Mà con về đây ở tạm, mà vì ba con muốn vậy. Ba muốn mình ra đi được dễ nhàng và yên tâm, lại có mẹ ở bên con. Hàng, mẹ xin lỗi con. Vậy thì con hãy làm theo ước nguyện của ba con là ở cùng với mẹ của con. Ba hứa, từ nay ba sẽ yêu thương đùm bọc con, yêu thương con thật tốt. Cảm ơn ba. Em xin lỗi anh vì nó không thể với anh.